Đây là đài phát thanh Lòng Chúa Thương Xót, được phát trực tiếp từ tiểu bang Arkansas, Hoa Kỳ. Kính chào quý thính giả và xin Chúa chúc lành cho quý thính giả. Kính mời quý thính giả nghe chia sẻ lời Chúa của Linh Mục Peter Lê Thanh Quang và audio sách đạo. Thư Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Anh em thân mến, khi ấy anh em không có Đức Kitô, anh em bị đặt ra ngoài cộng đồng Israel. Anh em là những người xa lạ đối với những giao ước, không được cậy trông lời hứa và cũng không được biết Thiên Chúa ở cõi đời này. Xưa kia, anh em là những kẻ ở xa, thì nay trong Đức Giêsu Kitô, anh em đã nên gần nhờ bửu huyết của Người. Chính Người là sự bình an của chúng ta. Người đã làm cho đôi bên nên một, đã phá đổ bức tường ngăn cách, tiêu diệt sự hận thù trong thân xác của Người, tức là bãi bỏ lề luật cũ với những thể lệ, để kiến tạo cả hai nên một người mới, đem lại bình an. Dùng thập giá giải hòa hai dân tộc trong một thân thể với Thiên Chúa. Nơi Người, mối thù nghịch đã bị tiêu diệt, và Người đã đến loan báo tin mừng bình an cho anh em là những kẻ ở xa và bình an cho những kẻ ở gần. Và chính nhờ Người mà chúng ta đôi bên được đến gần Cha trong một thần trí. Vì vậy, anh em không còn là khách trọ và khách qua đường nữa, nhưng là người đồng hương với các thánh và là người nhà của Thiên Chúa. Anh em đã được xây dựng trên nền tảng của các tông đồ và các tiên tri, có chính Đức Giêsu Kitô làm đá góc tường. Trong Người, tất cả tòa nhà được xây dựng cao lên thành đền thánh trong Chúa. Trong Người, cả anh em cũng được xây dựng làm một với nhau, để trở thành nơi Thiên Chúa ngự trong Thánh Thần. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Alleluia. Chúa phán, lời Cha là chân lý, xin hãy thanh hóa chúng trong sự thật. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng Cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Các con hãy thắt lưng, hãy cầm đèn cháy sáng trong tay và hãy làm như người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ về gõ cửa thì mở ngay cho chủ. Phúc cho những đầy tớ nào khi chủ về còn thấy tỉnh thức. Thầy bảo thật các con, chủ sẽ thắt lưng, xếp chúng vào bàn ăn và đi lại hầu hạ chúng. Nếu canh hai hoặc canh ba, chủ trở về mà gặp thấy như vậy, thì phúc cho các đầy tớ ấy. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa quý bạn, chị em, qua bài phúc âm hôm nay, chúng ta nghe Chúa Giêsu nói về người tôi tớ chờ chủ về, mà muốn chờ thì ở trong cái tư thế sẵn sàng. Thứ nhất là thắt lưng, thứ hai là cầm đèn cháy sáng trong tay, và chờ cho tới khi nào chủ gõ cửa thì mở ngay. Và Chúa nói hạnh phúc cho cái người đầy tớ đó. Và điều lạ lùng là người chủ lại thắt lưng và đặt những đầy tớ này vào bàn ăn, rồi đi lại hầu hạ chúng. Điều đó không có bao giờ xảy ra ở trên trần gian này đâu. Nhưng mà ở đây muốn nói tới Thiên Chúa tình yêu. Ngài gần như là vắng bóng, im lặng, để cho con người tự do hoạt động. Ngài trao tất cả cái gia sản, căn nhà của Ngài, tất cả cái trần gian này cho con người, để con người sử dụng mà phục vụ và chờ đợi Ngài đến để gọi. Và ở đây, giờ mà được gọi, tức là giờ chết của mỗi người. Giờ mà chủ gõ cửa tâm hồn của từng người, không phải Ngài là thần chết, mà Ngài gọi để đưa chúng ta về hưởng hạnh phúc với Thiên Chúa. Vì Thiên Chúa tình yêu, cho nên về để các đầy tớ này được hưởng hạnh phúc, mà không còn là đầy tớ nữa, mà Ngài săn sóc như là những đứa con của Cha trên trời. Cho nên chúng ta hiểu cái dụ ngôn luôn luôn tỉnh thức này. Tỉnh thức là luôn luôn cảnh giác và sáng suốt, để ở giữa trong thế giới ngày hôm nay, có quá nhiều điều người ta làm cho chúng ta không còn tỉnh thức nữa, không còn đèn cháy sáng trong tay nữa, mà chỉ tưởng tượng rằng mình đang cầm đèn cháy sáng trong tay, nhưng mà thực tế tất cả đều là giả tạo. Đèn cháy sáng đây là ngọn đèn dầu đức tin, đức cậy, đức mến, ngọn đèn dầu chân lý mà Chúa Giêsu đã rao giảng, để đưa chúng ta tới bình an và hạnh phúc muôn đời trên thiên quốc, chứ không phải là ngọn đèn giả tạo. Vì cũng có thể có những ngọn đèn giả tạo, giống ngọn đèn nhưng mà không có tỏa sáng, không có soi sáng trong bóng đêm. Và con người cứ lầm tưởng những cái xấu đó là tốt, và tưởng rằng những cái tốt kia là xấu, bởi vì ở trong bóng tối, ngọn đèn giả tạo không tỏa sáng được, cho nên trong bóng tối thì đâu có ai nhận thức cái gì là tốt, cái gì là xấu được. Không biết đâu là sự thật. Và người ta lý luận đủ điều, tự nhiên hết. Tự nhiên con người thích đến với nhau, nam nữ đến với nhau thì ở với nhau, không thích thì đi. Không có một trách nhiệm gì hết. Rồi con cái sinh ra, bị bỏ bê, có ai giáo dục đâu. Vì cả cha lẫn mẹ đều lo đi tìm cái vui chơi riêng cho mình thôi. Rồi bao nhiêu gia đình đổ vỡ, và nhiều em bé được mang thai, rồi cha mẹ không nhìn nhận nữa, thì đưa đi phá thai. Biết bao nhiêu những cái sự dữ mà con người cứ cho cái xấu đó là cái tốt, cái tự nhiên, mình thích thì mình làm. Rồi cả những cái chuyện mà đồng tính luyến ái, người ta cứ cho là tự nhiên sinh ra như vậy thì cứ thích như vậy, ở với nhau, nam với nam, nữ với nữ. Mà 3.800 năm trước, thời của Abraham đã xảy ra rồi. Thành Sodoma đã phạm cái tội đồng tính luyến ái cả thành. Cho nên Chúa đã thanh tẩy cái thành đó rồi. Vì thương thế hệ tương lai, nếu để cho nó lan tỏa khắp thế giới thì chỉ một thế hệ thôi là tiêu diệt nhân loại rồi, đâu còn sinh con nữa. 20 tuổi ở với nhau tới 50 tuổi là xong rồi, tất cả đều kết thúc. Và như vậy, công trình sáng tạo của Chúa không có con người nữa, mà chỉ có cỏ cây, đất đá, thú vật, kim cương, hột xoàn, dầu hỏa nằm trơ trơ ra đó thôi. Thú vật chỉ đi tìm đồ ăn thôi,
còn con người không còn trên mặt đất nữa. Như vậy, công trình sáng tạo của Chúa bị phá hủy bởi những cái tư tưởng sai lầm của con người và tư tưởng hướng dẫn hành động, tư tưởng sai đưa chúng ta tới sự tiêu diệt, đưa chúng ta tới sự bất bình an và hạnh phúc đời này và đời sau. Cho nên chúng ta hãy ý thức đèn cháy sáng của chúng ta có thực sự tỏa sáng trong bóng tối ngày hôm nay hay không? Hay là nó đã tắt ngúm từ đời nào rồi? Và người ta thay vào cái não trạng, cái suy nghĩ của chúng ta bằng những ngọn đèn hoàn toàn là giả tạo, không có tỏa sáng. Với một đời sống luân lý, hư hỏng, phá thai, giết người, coi là chính đáng, thì đó là một trọng tội của thời đại rồi. Rồi bao nhiêu những cái tội về tính dục, đồng tính luyến ái, dâm ô, ngoại tình và cả những cái tội bất bình thường mà con người cứ đi tìm những cái thỏa mãn cho xác thịt của mình. Rồi người ta bày ra bao nhiêu những cái game, phim ảnh để chúng ta không còn giờ đến với Chúa nữa, không còn giờ để sống và nhìn thấy đâu là cái thực chất và cùng đích của đời mình là cái gì, mà chỉ lẳng quẳng đi tìm cái gì để ăn, rồi vui chơi hưởng thụ ở trần gian thôi. Cho nên chúng ta cứ lẳng quẳng không thấy đâu là ánh sáng hết. Hãy cảnh giác và sáng suốt để không có hồ đồ gọi cái gì là xấu mà cho nó là tốt, và cái gì là tốt mà cho nó là xấu. Hoặc là im lặng để đồng ý với mọi người về những cái sự dữ đang xảy ra trên thế giới này và cho nó là tốt, thì chúng ta đang ở trong cái vòng lẩn quẩn, không có tỉnh thức. Hãy cảnh giác và sáng suốt trong mọi việc để chúng ta biết đâu là chân lý và tìm về cái nguồn bình an và hạnh phúc đích thực mà Chúa Giê-xu mang lại cho từng người chúng ta, chứ không phải cái văn hóa sự chết ngày hôm nay. Nó đang tăng bốc con người để chúng ta làm cho thật đẹp với những dáng vẻ bên ngoài, rồi được tăng bốc lên và người ta khen tặng mình đẹp quá hoặc là giỏi quá. Nhưng mà thực tế, cuộc sống của chúng ta, từ tận đáy lòng của chúng ta, không có thay đổi gì hết. Bên trong của chúng ta, tham lam, đố kỵ, ghen tương, dâm ô, kiêu ngạo, tự ái, kiêu căng vẫn nằm đó, không có thay đổi gì hết. Tâm hồn của chúng ta không đẹp hơn được, mà chỉ cái dáng vẻ bên ngoài. Rồi đi sâu vào đời sống thực sự trong mỗi gia đình có hạnh phúc không? Hay là cái dáng vẻ bên ngoài để rồi bao nhiêu những biến cố xảy đến thì chúng ta cảm thấy bấp bênh, cảm thấy thất vọng. Khi kinh tế đi xuống, chúng ta cảm thấy thất vọng khi hai người ích kỷ ở với nhau và không còn ai chiều ai được nữa, thì chia tay, ly dị, đổ vỡ gia đình. Hoặc là đi vào trong xã hội ngày hôm nay của chúng ta, người ta tranh chấp với nhau và công khai để lên làm tổng thống chẳng hạn, với những cái chiêu bài phá thai, với những chiêu bài đồng tính luyến ái, họ đều cổ võ hết. Những cái gì nghịch lại 10 giới răn của Chúa, họ cổ võ. Vậy mà mọi người vẫn ủng hộ, vẫn tán thưởng và không thấy đâu là xấu, đâu là tốt hết. Thì đời sống của chúng ta rõ ràng đang đặt trên bàn cân và con người nghiêng chiều về sự dữ, nghiêng chiều về cái điều xấu, cho cái xấu là tốt và ủng hộ cho những cái xấu. Trào lưu của xã hội đã bị media, truyền thông xã hội dẫn dắt để đi vào cái sai lạc, và người ta dụ dỗ đủ cách để cuối cùng tâm lý quần chúng bị ảnh hưởng theo. Vì vậy, hãy cảnh giác và sáng suốt trong mọi trường hợp để không bị những cái nhóm của ma quỷ, những nhóm trong bóng tối điều khiển chúng ta và thế giới hôm nay. Hãy cẩn thận
vì con đường của ma quỷ đã đưa tới sự mất bình an, đưa tới chia rẽ hận thù, chiến tranh và xa cách Thiên Chúa đời đời. Vì vậy, chúng ta hãy ý thức, ngày hôm nay, lời của Chúa nói rõ ràng cho chúng ta, muốn được hạnh phúc đời đời với Chúa, chúng ta phải tỉnh thức, phải cầm đèn cháy sáng bằng lời chân lý của Chúa, bằng đức tin của chúng ta vào Chúa, lòng trông cậy ở mãi mãi với Chúa và lòng yêu mến Chúa, để từ đó chúng ta yêu thương và phục vụ mọi người trong tình yêu của Chúa. Có như vậy chúng ta mới sống xứng đáng là những người con của Cha trên trời. Còn nếu không, chúng ta sẽ dừng lại những cái chóng qua của trần gian thôi, và truyền thông xã hội cũng như cái trào lưu của xã hội nó dẫn dắt chúng ta đi vào sự chết, đi vào cõi tiêu diệt đời này và đời sau. Vì vậy, bây giờ chúng ta hãy đến với Chúa Giêsu thánh thể, ở bên Chúa, đọc lời Chúa, suy niệm lời Chúa, để chúng ta sống là một người con đẹp lòng Cha trên trời, được ánh sáng của Thánh Thần Chúa soi dẫn, được lời Chúa soi dẫn. Mười giới răn của Chúa làm cho chúng ta luôn luôn tuân giữ, không có loại trừ những cái căn bản mà Chúa đã khắc ghi trong lương tâm của chúng ta, để mỗi ngày hình ảnh của Chúa rõ nét hơn, và chúng ta thực sự là những người con của Cha trên trời nhờ Chúa Giêsu Kitô, và chúng ta dám sống và làm chứng nhân cho tình yêu của Chúa ở giữa thế giới này, để bất cứ giờ nào Chúa gõ cửa lòng chúng ta, gõ cửa tâm hồn của chúng ta, hãy về với Chúa là chúng ta sẵn sàng để vào hưởng hạnh phúc đời đời với Chúa. Và đó là những cái giây phút bình an và hạnh phúc thực sự mãi mãi trên thiên quốc mà chúng ta chờ đợi suốt cả cuộc đời chúng ta. Vì vậy, lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy trở nên những đầy tớ, những người con làm đẹp lòng Cha của chúng ta trên trời, nhờ Thánh Thần của Chúa dẫn dắt trong lời chân lý của Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Amen. Chẳng có ai biết khi nào Ngài đến bên ta, chiều tối hay sáng, nửa đêm hay khi gà gáy, hãy sống tỉnh thức, giữ cho tâm hồn sẵn sàng, vì Chúa sẽ đến, không ai biết được thời gian. Tỉnh thức nguyện cầu cho con vững niềm cậy trông, mong chờ Chúa đến phá tan u mê tội lỗi. Tỉnh thức nguyện cầu cho con vững niềm cậy trông, khẩn cầu lên Chúa xin Ngài tỏ ánh thiên nhãn. Ngàn nỗi lo lắng con tìm về Chúa lương thân, nguyện Chúa thương xót tấm thân con bao tội lỗi, trần thế muôn lối khiến con xa lạc Chúa rồi. Lạy Chúa nhân ái, xin mau đến ở cùng con, tỉnh thức nguyện cầu cho con vững niềm cậy trông, mong chờ Chúa đến phá tan u mê tội lỗi. Tỉnh thức nguyện cầu cho con vững niềm cậy trông, khẩn cầu lên Chúa xin Ngài tỏ ánh thiên nhãn. Thank you.
Đài Phát thanh xin thông báo. Đài Phát thanh Lòng Chúa Thương Xót có tổ chức chuyến hành hương và tĩnh tâm tại Việt Nam từ ngày 11 tháng 2 2025 đến 22 tháng 2 2025 và chuyến hành hương Brazil Argentina từ ngày 21 tháng 4 2025 đến 28 tháng 4 2025. Muốn biết thêm chi tiết xin vào website radioltxc.org hoặc gọi cho chị Lan Chi số phone 405-973-6348. Chân thành cảm ơn quý thính giả. Thưa quý thính giả, hôm nay ngày 22 tháng 10, lễ kính Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị và Thánh Phêrô Alcântara, Linh Mục. Đài Phát thanh Lòng Chúa Thương Xót kính mời quý thính giả nghe về cuộc đời của Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị, Giáo Hoàng, và Thánh Phêrô Alcântara, Linh Mục, với giọng đọc của Maria Kim Thúy và Teresa Mai Phương. Trong suốt 26 năm trị vì giáo hội, Ngài đã đi đến 129 quốc gia và lãnh thổ để cổ võ nên hòa bình, dân chủ và xoa dịu nỗi thống khổ của những người thấp cổ bé họng và đói khổ lầm than. Ngài đã đến Phi Luật Tân vào năm 1981 và đến thăm người Việt tị nạn tại Ba Tạ An. Ngài đã bảo lãnh cho gia đình ông Nguyễn Văn Thạch sang định cư tại nước thứ ba để làm gương cho thế giới đón tiếp huyền nhân Việt Nam vào đầu thập niên năm 1980. Trong cuộc thăm viếng Phi Luật Tân, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã có một thông điệp cho toàn thể người dân Philippines. Chính thông điệp của Ngài đã khuyến khích Đức Hồng Y Jameson, lúc đó là Tổng Giám Mục, Tổng Giáo Phận Manila, kêu gọi những cuộc biểu tình rộng lớn khắp nước để 5 năm sau kết thúc sự cai trị của nhà độc tài Ferdinand Marcos. Hơn thế nữa, Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Nhị, cố Tổng thống Hoa Kỳ Ronald Reagan và lãnh tụ Công đoàn Đoàn kết Ba Lan Lech Walesa là ba vị đã có công trong biến cố Ba Lan năm 1989, đưa đến sự sụp đổ của khối Cộng sản Đông Âu và kéo theo sự sụp đổ của bức tường Bá Linh năm 1989 và khối Cộng sản Xô Viết tan rã mà nhiều người cho là một phép lạ. Sinh trưởng trong một gia đình công giáo ngoan đạo tại Wadowice, Ba Lan, vào ngày 18 tháng 5 năm 1920, với tên khai sinh là Karol Joseph Wojtyla. Ngài mồ côi mẹ khi mới lên 8 tuổi. Người cha một mình nuôi con và qua đời năm 1941 khi ngài vừa 21 tuổi. Trước ngày lìa đời, ông bố dặn dò con: "Trước khi ta chết, ta muốn con cam kết phục vụ Chúa." Và Ngài đã cố gắng thực hiện lời trăn trối của người cha. Trong thời gian Đức Quốc xã chiếm đóng Ba Lan, Ngài vào ẩn náu tại tòa Tổng giám mục Caro, bí mật học thần học vì đã là chủng sinh. Năm 37 tuổi, đậu tiến sĩ thần học tại Đại học Freising và Đại học Munich. Sau làm giáo sư về môn đạo đức học tại Đại học Freising. Chiến tranh kết thúc, Ngài được lãnh chức linh mục, rồi giám mục và tổng giám mục Caro khi mới 43 tuổi. Năm 1967, Ngài được tấn phong Hồng Y và tháng 10 năm 1978, được Hồng Y đoàn bầu làm giáo hoàng thứ 264 lúc mới 58 tuổi. Ngài là vị giáo hoàng đầu tiên không phải là người Ý suốt 455 năm lịch sử giáo hội công giáo. Đức Giáo Hoàng lấy tên thánh là Gioan Phaolô Đệ Nhị. Ngài là vị giáo hoàng trị vì 26 năm, lầu hàng thứ ba sau Thánh Phêrô, vị giáo hoàng đầu tiên của giáo hội, 35 năm. Và vị giáo hoàng Blessed Pius thứ 9, 32 năm. Và nói được 8 ngôn ngữ khác nhau.
Sau khi lên ngôi giáo hoàng, Ngài đã về thăm quê hương Ba Lan của Ngài vào tháng 6 năm 1979, đang khi đất nước bị Đảng Cộng sản cai trị. Cuộc thăm viếng Ba Lan của Ngài đã huy động được hơn 6 triệu người mạnh mẽ đòi tự do, đòi công lý và thúc đẩy chính giới Hoa Kỳ cộng tác chặt chẽ với Vatican để dập sập chế độ Cộng sản. Vì thế, Cộng sản đã dùng thủ đoạn ám sát Ngài tại công trường Thánh Phêrô vào năm 1981 qua tay khủng bố Mehmet Ali Aga, người Thổ Nhĩ Kỳ. Khi bị bắt, tên này khai hoạt động cho tình báo Cộng sản Bảo Gia Lợi. Nhưng vào tháng 12 năm 1983, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã vào nhà tù thăm và tha tội cho Mehmet Ali Aga. Về mặt tôn giáo, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị có chủ trương chống việc phá thai và việc lập gia đình của các linh mục. Trong 26 năm trên ngôi giáo hoàng, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã phong chức cho 114 vị hồng y, tiếp xúc với hàng trăm yêu nhân trên thế giới và đặc biệt tiếp kiến nữ tù Lucia dos Santos, một trong ba trẻ chăn cừu đã được tận mắt nhìn thấy Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, Bồ Đào Nha năm 1917 và nói chuyện với Mẹ Teresa thành Calcutta, Ấn Độ. Di sản của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị thật vĩ đại. Đến nay, người dân Ba Lan vẫn còn nhớ lời Ngài căn dặn, đừng sợ. Và chính vì không còn sợ hãi chế độ Cộng sản độc tài, người dân đã đồng lòng chấp nhận hy sinh để đi đến thắng lợi. Người dân Philippines cũng không quên những lời hiệu triệu của Ngài mà đứng lên lật đổ chế độ độc tài Ferdinand Marcos. Đức Thánh Cha cũng muốn qua thăm Việt Nam, nhưng nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam không chấp nhận với lý do lo sợ sẽ là một Ba Lan thứ hai. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị sau một thời gian bị bệnh, Ngài đã chút hơi thở cuối cùng vào lúc 9 giờ 37 phút giờ La Mã, tức 19 giờ 37 phút theo giờ quốc tế, ngày 2 tháng 4 năm 2005. Thánh lễ an táng của Ngài được các hãng thông tấn quốc tế xác nhận là một lễ an táng long trọng và lớn nhất thế kỷ với hàng trăm nguyên thủ các quốc gia. Ngoại giao đoàn, trong đó Hoa Kỳ có đương kim Tổng thống lúc bấy giờ là George Bush và phu nhân Tổng thống Bush bố, Tổng thống Bill Clinton và Ngoại trưởng Rice. Ngay sau khi tin Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị băng hà, nhiều vị lãnh đạo các quốc gia, các vị lãnh đạo tôn giáo đều gửi điện phân ưu. Tổng hội Phật giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ do Hòa Thượng Thích Mãn Giác làm chủ tịch cũng gửi điện cho Đức Hồng Y Roger Michael Mahoney. Trong đó có đoạn viết: chúng tôi rất xúc động khi hay tin Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, người chúng tôi hằng kính mến, đã dìu dắt Giáo hội Công giáo Hoàn Vũ như một kế vị của Thánh Phêrô trong 27 năm nay, đã hoàn tất cuộc hành trình của một sứ giả tinh thần đã trở về vương quốc. Đời sống của Đức Thánh Cha là một thông điệp về tình yêu và hòa bình, không những cho những ai tin vào Đấng Thượng Đế, mà còn cho người tin vào những truyền thống tốt đẹp khác. Ngài là hình ảnh chính của sự hiệp nhất. Đến tham dự lễ tưởng niệm do Cộng đồng Công giáo Việt Nam Giáo phận Orange tổ chức vào tối thứ Bảy ngày 2 tháng 4 năm 2005, các vị trong Hội đồng Liên tôn đã chia sẻ như sau. Hòa Thượng Thích Chơn Thành nói, Đức Giáo Hoàng đã đạt đủ ba yếu tố bi, trí, dũng để trở thành vị Bồ Tát. Ngài đã cống hiến cho nhân loại những cánh hoa tuyệt đẹp. Giáo sư Nguyễn Thành Long, Hòa Hảo, khẳng định Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị là một vĩ nhân của thế kỷ. Chính Ngài đã đề xướng ra Hội đồng Liên tôn Thế giới để đoàn kết, đối thoại và tôn trọng sự bình đẳng giữa các tôn giáo. Tưởng niệm ngày mất của Chân Phước Gioan Phaolô Đệ Nhị, chúng ta cầu mong mọi người dân Việt trong nước ghi nhớ lời Ngài căn dặn dân tộc Ba Lan đừng sợ và sốt sắng cầu nguyện xin Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị bầu cử để quê hương đất nước Việt Nam chúng ta sớm thoát khỏi sự cai trị của chế độ Cộng sản như dân tộc Ba Lan và các quốc gia Đông Âu. Trích từ báo Viễn Đông, tưởng niệm 12 năm ngày Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị băng hà.
Thánh Phêrô Alcântara, linh mục từ năm 1499 đến năm 1562. Thánh Phêrô là một trong những vị thánh Tây Ban Nha nổi tiếng của thế kỷ 16, gồm có Thánh Ignatius ở Loyola và Thánh Gioan Thánh Giá. Thánh Phêrô là cha giải tội của Thánh Teresa Avila. Sự cải cách giáo hội thời đó là vấn đề chính yếu trong thời đại của Ngài, và Ngài dồn mọi nỗ lực cho công cuộc ấy. Ngài từ trần một năm trước khi công đồng Tridentino bế mạc. Sinh trưởng trong một gia đình quý tộc, cha Ngài là thủ hiến Alcantara, Tây Ban Nha. Thánh Phêrô học luật ở Đại học Salamanca, và khi lên 16 tuổi, Ngài gia nhập dòng Francisco khó nghèo. Trong thời gian tu tập, Ngài chứng tỏ nhiều khả năng trội vượt. Ngài được chọn làm giám đốc một tu viện mới, ngay cả trước khi chịu chức linh mục. Và khi 39 tuổi, Ngài được chọn làm bề trên tỉnh dòng. Ngoài ra, Ngài là vị rao giảng nổi tiếng. Tuy nhiên, công việc hàng ngày của Ngài vẫn là rửa chén, đốn củi cho nhà dòng. Ngài không muốn được người ta chú ý. Thật vậy, Ngài thích sự cô độc. Về phương diện ăn chay đền tội, Ngài trội vượt về việc ăn uống kham khổ và mặc quần áo rất đơn sơ. Người ta nói Ngài chỉ ngủ có 90 phút mỗi đêm. Trong khi những người khác chỉ nói về sự cải tổ, thì Thánh Phêrô đã bắt đầu cải tổ từ chính Ngài. Ngài có được đức tính kiên nhẫn lớn lao đến độ sau này người ta có câu châm ngôn rằng: để chịu nổi sự xúc phạm ấy, phải có sự kiên nhẫn của Phêrô Alcântara. Vào năm 1554, Thánh Phêrô, sau khi được phép, đã thành lập một nhóm tu sĩ Francisco sống nghiêm nhặt theo quy luật Thánh Francisco. Những vị này thường được gọi là tu sĩ Alcantarines. Một số tu sĩ Tây Ban Nha đến Bắc Mỹ và Nam Mỹ trong các thế kỷ 16, 17 và 18 là thành viên của tu hội nói trên. Vào cuối thế kỷ 19, các tu sĩ Alcantarines sát nhập với các tu sĩ Francisco khó nghèo để trở thành dòng tiểu đệ. Là vị linh hướng cho Thánh Teresa Avila, Thánh Phêrô khuyến khích thánh nữ phát động sự cải cách trong dòng Camelo. Lời rao giảng của Thánh Phêrô đã đưa nhiều người trở về với đời sống đạo đức, nhất là dòng ba Francisco và dòng Thánh Clara hèn mọn. Ngài được phong thánh năm 1669. Lòng chào dâng câu hát và niềm vui chan chứa trong tâm hồn, lời tạ ơn con nói sao cho vừa, hồng ân thắm tươi cuộc sống. Từng nhịp chân con bước là con sẽ đi tung gieo tin mừng, lời chân lý dẫn đưa con trên đời qua tháng năm buồn vui thăng trầm. Đường chân con vui bước dù bàn chân con có khi e ngại, đường chân gian gai góc răng răng đầy, lòng con xốn xao trùng bước. Và rồi con tin tưởng vì tay Chúa nâng niu
con tim ngay. Tình yêu Chúa chứa che con trên đời, con ngất ngây niềm vui an hòa. Ôi tình yêu Thiên Chúa quá bao la, bao la nguồn ngút trời xa. Ngàn năm dấu qua, tình luôn thiết tha, luôn vững bền. Tình yêu Chúa luôn luôn vững bền. Ôi tình yêu Thiên Chúa quá bao la nguồn ngút trời xa. Ngàn năm dấu qua, tình luôn thiết tha, luôn vững bền. Tình yêu Chúa luôn luôn vững Đài Phát thanh Lòng Chúa Thương Xót xin thông báo, Đức Mẹ Paul Mann hiện đang thánh du tại Houston, Texas. Quý vị nào muốn rước Đức Mẹ về gia đình để cầu nguyện, xin gọi cho chị Lan Chi, số phone 405-973-6348. Quý vị có thể vào website radioltxc.org để biết thêm về tiểu sử Đức Mẹ Paul Mann. Xin cảm ơn quý thính giả. Kính thưa quý thính giả, chúng tôi xin kính mời quý vị cùng suy ngẫm các mầu nhiệm mần côi trong tháng 10. Trích sách Học biết để yêu mến mẹ Maria của Linh mục Francisco Xavier Trần Kim Ngọc, dòng Đa Minh, do Đài Phát thanh Lòng Chúa Thương Xót thực hiện với giọng đọc của Maria Kim Thúy. Ngày 22 tháng 10, mầu nhiệm thứ 4, năm sự thương, Đức Chúa Giêsu vác cây thánh giá, ta hãy xin cho được vác thánh giá theo chân Chúa. Đức Giêsu đã tâm sự ngày 21 tháng 3 năm 1923 với Joseph Menendez. Đang khi trái tim cha chìm đắm trong bể đắng cay sầu khổ, bọn lý hình đang tâm đặt lên vai bể nát của cha, cây khổ giá nặng nề làm sao? Cây khổ giá Chúa vác bằng gỗ tùng rất nặng, dài 4 thước rưỡi, ngang 2 thước rưỡi, nặng 100 ký. Chúa vác đi trên khoảng đường khấp khểnh đầy đá sỏi, dài 100 mét. Ngài đã bị đánh đòn, bị hành hạ suốt đêm, không còn hình tượng người ta nữa, làm sao vác nổi, nên phải cố gắng bước đi, mệt nhoài lảo đảo. Ngài phải ngã quỵ 3 lần. Đức Giêsu lại giải thích ý nghĩa 3 lần ngã của Ngài. Lần thứ nhất đem lại cho các linh hồn đã bám rễ trong thói hư tật xấu sức mạnh để cải tà quy chánh. Lần thứ hai khuyến khích các linh hồn yếu đuối, các linh hồn mù quáng và quá buồn phiền vì âu lo, vươn mình lên lấy lại nhiệt tình trên đường nhân đức. Lần thứ ba giúp các linh hồn thống hối vào giây phút quyết liệt nhất, giờ lâm chung. Trên đường đến tử địa đã có mẹ cùng đi.
nhìn đôi mắt đẫm lệ của Ngài dán vào con với tấm lòng tan nát dạt dào yêu thương. Chúa đã tìm được sức mạnh để đi hết con đường đau khổ dẫn đến núi sọ. Chúng ta hãy tha thiết xin mẹ song hành cùng ta trên đường đời đầy chông gai và cạm bẫy để cùng mẹ đến nước trời. Giai thoại Mộng Hoa. Mộng Hoa, hai tiếng êm đẹp đó không phải là một cái tên phảng phất thi vị hay no đầy hứa hẹn thường được đặt cho người ta. Mộng Hoa đây là một tài hoa, kỷ niệm mãi một ơn lạ và cụ thể hóa một tâm tình biết ơn. Tài hoa vừa mới 28 xuân thu đã được các báo từ Nam Chí Bắc như Annam Novel, Trung Bắc Tân Văn, Tiếng Dân Ngộ Báo, Phụ Nữ, v.v. đã một thời thi nhau ca ngợi. Hai ông bà Nguyễn Khắc Nhân đã luống tuổi mà chỉ có ba trai nên rất ao ước một người con gái. Một lần kia ông cụ lên La Vang để cầu xin ơn ấy, và tối ngày ông đi hành hương về, bà nằm thấy một bà rất tốt đẹp, bận toàn đồ trắng, cầm nhiều chàng hoa thọ kép. Bà nghe xin một chàng, bà kia cho, xin thêm chàng nữa thì bà mỉm cười và biến đi. Người nằm chiêm bao liền thức dậy và thuật lại cơn mộng ấy cho chồng nghe. Cụ Nhân liền quả quyết, thế là Đức Mẹ La Vang đã nhận lời mình, mình sẽ có thai và sinh con gái. Và từ ngày đó, bà nghe nhận thấy có thai thật. Đến ngày 15 tháng 8 năm 1913, hai ông bà cùng đi đến nhà thờ Thạch Hãn để dự lễ như mọi khi. Đi được nửa đường, bà thấy trong mình có khác nên trở về. Ông cụ cứ tiến một mình, nhưng đến thánh đường, được tâm linh báo thế nào, lại cũng trở về nốt. Về tới nhà thì vợ đã chuyển bụng. Có cô mụ hộ sinh mà sinh vẫn không được. Ông cụ cũng rành khoa sản dục, xét thấy thai nghịch, liền thầm thỉ kêu xin cùng Đức Mẹ và nhờ ông giáo dĩ mượn ngựa phóng lên La Vang, khấn Đức Linh Mẫu cùng xin nước phép. Sau khi sản phụ được uống nước La Vang và được vỗ lên trán thì sinh nở ngay một cách dễ dàng. Ông Nhân liền ôm con đến trước bàn thờ Đức Trinh Nữ và cầu nguyện. Lạy Đức Mẹ, đây thật là con của mẹ. Chúng con xin dâng cho mẹ. Ông cụ liền đặt tên ngay cho nhi nữ là Nguyễn Thị Phi Phụng và âu yếm nói với con. Ba ao ước sau này con sẽ được huy hoàng như chim phụng. Nhưng nếu con sẽ làm nên gì vẻ vang thì con sẽ mang tên là Mộng Hoa để kỷ niệm ơn lạ mà má chiêm mộng. Ba ngày sau em bé được rửa tội và hân hạnh mang thánh danh Maria để rồi 16 năm sau nấc thang nghệ thuật đã tiến dẫn tên Maria Mộng Hoa nổi bật lên trên báo chương khắp toàn quốc. Chắc chắn nữ sĩ Maria Mộng Hoa không hãnh diện với danh tiếng một thời của mình cho bằng sung sướng ghi nhớ một ơn lạ suốt đời và nung nấu thầm kín một tâm tình biết ơn đối với mẹ La Vàng. Giai thoại 2. Chàng chuỗi mân côi với những kẻ ốm liệt. Linh mục Joachim Soler, dòng Ba Đa Minh đã chứng kiến một phép lạ Đức Mẹ ban cho một dì phước và ngài thuật lại như sau. Tại Phước viện Đa Minh Vinh, nước Ifanyo, có một dì phước bị bệnh tê liệt trầm trọng. Dì ốm o gầy mòn và không thể cử động được. Suốt 2 năm liệt giường liệt chiếu, dì lần chuỗi mân côi và suy niệm 5 sự thương khó Chúa, nên đã chịu đựng đau khổ hết sức can đảm, không bao giờ để lộ một chút phiền hà. Đức Mẹ soi sáng cho bà tu viện trưởng và các chị đồng tu khiêng chị ra nhà thờ, đặt nằm trước tượng Đức Mẹ. Cả dòng lần chuỗi 150 để cầu nguyện cho chị được thuyên giảm nếu đẹp lòng Chúa và sáng danh Đức Mẹ. Trong chuỗi đầu, suy gẫm 5 sự vui, dì theo dõi một cách khó nhọc vì cảm thấy trong mình kiệt lực. Đến chuỗi thứ 2, gẫm 5 sự thương, dì bắt đầu cảm thấy sức khỏe lần lần hồi phục. Và chuỗi cuối cùng chiêm niệm 5 sự mừng, dì tươi hẳn lên và coi như mình vô bệnh. Dì tự mình trỗi dậy, quỳ lên. Mọi con mắt đổ dồn đến dì, ngơ ngác. Tim và mắt ai nấy nhấp nháy, muôn tình sáng láng như nghìn sao. Tất cả các nữ tu lớn nhỏ hiện diện trước sự lạ
đều hết sức cảm động, có người phải xa lệ. Sau kinh kính mừng thứ 150, Thánh ca Magnificat được xướng lên trang trọng để cảm tạ quyền phép vô song của Đức Trinh Nữ Mẹ Chúa Trời. Lời nguyện. Kính lạy Mẹ Mân Côi, Mẹ thật là đấng an ủi kẻ âu lo và hằng chữa những kẻ ốm liệt. Kính xin Mẹ thương ban cho nhiều người bệnh tật ốm đau được chữa lành, nhất là những kẻ trào kính Mẹ bằng kinh Mân Côi.
Kính thưa quý thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, chúng tôi xin mời quý thính giả nghe tiếp tác phẩm Thánh Don Bosco, Hồi ký Nguyện xá Thánh Francisco Sale do Linh Mục Đa Minh Phạm Xuân Uyển, dòng Salesian Don Bosco chuyển ngữ và Đài Phát thanh Lòng Chúa Thương Xót thực hiện, với các giọng đọc của Teresa Mai Phương, Linh Mục Peter Lê Thanh Quang, Phêrô Đức Thành, Anna Bích Thảo, Maria Ái Nghĩa, Thầy Phêrô Trần Bá Quý, Anton Hiền Nguyễn, Giuse Đỗ Long và Giuse Nhật Khang. Các cử hành tôn giáo. Tiến bộ trong âm nhạc. Cuộc rước Đức Mẹ an ủi. Phần thưởng từ thành phố và từ các trường cho những người nghèo. Thứ năm tuần thánh. Nghi thức rửa chân. Những nguy hiểm mà các bạn trẻ gặp phải về mặt tôn giáo cũng như về luân lý đòi hỏi những nỗ lực lớn lao hơn để bảo toàn chúng. Trong các lớp tối cũng như chương trình dạy học ban ngày, chúng tôi xét thấy ngoài các lớp học thanh nhạc, cần phải thêm các lớp dạy piano và dương cầm, cũng như các lớp dạy các dụng cụ âm nhạc khác. Thế là cha bỗng nhiên trở thành thầy dạy thanh nhạc và nhạc cụ, kể cả piano lẫn dương cầm mà không bao giờ đã từng là học trò. Ý muốn tốt bổ sung được cho mọi sự. Sau khi đã chuẩn bị một nhóm có giọng hát trong hay nhất, các em bắt đầu đi thao diễn tại Nguyện Xá, rồi khắp Torino, Rivoli, Moncalieri, Chieri và các nơi khác. Kinh sĩ Luis Nassi, tiến sĩ Michael Chiatalino rất vui lòng huấn luyện cho các nhạc sĩ của chúng tôi và đi theo họ, điều khiển họ trong các cuộc biểu diễn công cộng trong các xứ khác nhau. Bởi lẽ cho tới lúc đó, người ta chưa từng nghe thấy các đội đồng ca giọng soprano hát theo dàn nhạc. Khi thì có những đơn ca, khi thì những song ca, khi thì cả đội tạo nên một cái gì hoàn toàn mới mẻ, khiến khắp nơi đều bàn luận về âm nhạc của chúng tôi và thi nhau tranh thủ cho có được các ca sĩ của chúng tôi đến hát. Hơn nữa, kinh sĩ Luis Nassi, tiến sĩ Michael Chiatalino còn là hai vị dẫn dắt của hội yêu nhạc mới khai sinh của chúng tôi. Hằng năm, chúng tôi thường thực hiện một nghi lễ thánh tại nhà thờ Đức Mẹ An Ủi. Nhưng trong năm này, chúng tôi tới đó hành hương trong một cuộc rước phát xuất từ Nguyện Xá. Các bài hát trên đường cũng như ca nhạc trong nhà thờ đã lôi cuốn một đoàn lũ đông đảo dân chúng. Chúng tôi cử hành thánh lễ, lên rước lễ, sau đó cha giảng một bài giảng nhỏ nhân cơ hội đó trong một nhà nguyện dưới lòng đất. Và rồi sau cùng, các tu sĩ tận hiến cho Đức Mẹ Maria bất ngờ ban cho chúng tôi một bữa sáng tại khu dành riêng của đền thờ. Dưới hình thức đó, chúng tôi đã bắt đầu vượt thắng sự cả nể. Các bạn trẻ đã tụ tập lại được và có các cơ hội để làm thấm nhập một cách thận trọng nhất tinh thần luân lý, tinh thần tôn trọng quyền bính và việc năng tham dự các bí tích. Nhưng những cái mới đó đã tạo nên một tiếng đồn ghê gớm. Cũng trong năm đó, Hội đồng thành phố Torino cử một phái đoàn gồm kỵ sĩ Ferro Ropolo, miền Capello, gọi là Moncalvo, và ủy nhiệm Drupe đến xác nhận lại những tiếng đồn thổi chỉ nêu lên một cách mơ hồ. Phái đoàn rất mãn nguyện, và sau khi đã làm bản tường trình hợp lý, thì một sắc lệnh ban thưởng 1.000 franc đã được ban hành với lời lẽ rất là êm ái. Từ năm đó, Hội đồng thành phố ban một trợ cấp hàng năm
luôn được trao cho tới năm 1878. Chính trong năm đó, người ta đã cắt bỏ đi món tiền 300 franc mà các vị cai quản khôn ngoan của thành phố Torino đó đã dự trù ngân sách nhằm cung ứng đèn sáng cho trường học ban tối vì lợi ích của các con em của dân chúng. Công cuộc giáo huấn giới ăn xin đã được dựa theo phương pháp của chúng tôi mà du nhập các lớp tối và các lớp âm nhạc, cũng gửi một phái đoàn đứng đầu là kỵ sĩ Gonella đến thăm chúng tôi. Như dấu tỏ sự hài lòng, phái đoàn đã ban cho chúng tôi phần thưởng 1.000 franc. Hàng năm, vào thứ năm tuần thánh, chúng tôi cũng thường cùng nhau đi viếng các bàn thờ đặt mình thánh là biểu tượng nơi bắt giữ Chúa Giê-xu. Nhưng vì hậu quả của những lời giễu cợt mà chúng tôi cũng muốn nói là những lời khinh bỉ, nên không ít người không dám cùng đi tham dự với các anh em đồng bạn của họ. Chính để khích lệ mạnh mẽ hơn các bạn thanh thiếu niên hãy khinh thường sự cả nể, mà năm đó, lần đầu tiên, chúng tôi thực hiện cuộc đi viếng Chúa bằng một cuộc rước, vừa đi vừa hát, mẹ đứng đó, Stabat, và lạy Chúa xin thương xót chúng con, Miserere. Thế là người ta thấy rất nhiều các em thuộc mọi lứa tuổi và mọi hoàn cảnh sống đua nhau tham gia vào đội ngũ chúng tôi. Mọi sự đều tiến hành một cách thứ tự lấp lang và yên lành. Vào buổi chiều lần đầu tiên chúng tôi cử hành nghi thức rửa chân, chúng tôi chọn ra 12 em cho công việc này mà chúng tôi thường gọi là 12 tông đồ. Sau khi rửa chân theo nghi thức, một bài giảng luân lý được giảng cho công chúng. Thế rồi, tất cả 12 tông đồ đều được tham dự bữa cơm tối thanh đạm với một chút quà mà mỗi em vô cùng hân hoan đem về nhà của mình. Cũng trong năm đó, cũng được dựng lên đàn thánh giá theo đúng quy luật hội thánh. Và các chặng đàn thánh giá được làm phép hết sức long trọng. Tại mỗi chặng đều có một bài diễn giảng ngắn. Sau đó là một bài hát tương tự được hát có âm nhạc đi kèm. Và như vậy, nguyện xá khiêm cung của chúng tôi được dần dần củng cố. Thẳng tiến giữa gian nan. Năm 1849, đóng cửa các chủng viện, nhà Pinardi, những đồng xu dâng lên Đức Thánh Cha, những tràng hạt Đức Thánh Cha Pio thứ 9 ban, nguyện xá thiên thần bản mệnh, các nghị sĩ tới thăm. Năm đó đáng ghi nhớ lắm. Cuộc chiến của xứ Piemonte chống lại nước Áo bắt đầu từ năm trước đã làm rung chuyển cả nước Ý. Các trường công phải nghỉ, các chủng viện, đặc biệt là chủng viện Chieri và Torino đều đóng cửa và các binh sĩ đồn trú tại đó. Và hậu quả là các chủng sinh của các giáo phận chúng tôi ở trong tình trạng không có các thầy dạy và không có nơi chốn để mà tụ tập lại. Nên khi đó, để ít là có được mối an ủi là mình đã làm hết sức mình và để làm giảm nhẹ những tai họa công cộng, cha đã thuê lại toàn thể căn nhà Pinardi. Những người đang ở căn nhà kêu gào, đe dọa cha, mẹ cha và cả ngay ông chủ nhà. Và chúng tôi phải thực hiện những hy sinh lớn lao về tiền bạc. Tuy nhiên, chúng tôi đạt được sự việc nơi này hoàn toàn đặt dưới sự sử dụng của chúng tôi. Thế là cái hang ổ của sự ác trong suốt 20 năm phục vụ cho Satan nay nằm ở dưới quyền lực của chúng tôi. Nó ôm ấp lấy toàn thể cảnh sân nằm giữa nhà thờ Đức Mẹ Phù Hộ và các tòa nhà sau thánh đường này. Bằng cách đó, chúng tôi có thể tăng số các lớp học lên, nới rộng nhà thờ
và tăng gấp đôi diện tích sân chơi, và con số các thanh thiếu niên nội trú tăng lên 30 em. Nhưng mục đích chính là để có thể tiếp nhận, và trên thực tế, chúng tôi đã tiếp nhận các chủng sinh của các giáo phận, và có thể nói rằng căn nhà nguyện xá trong gần 20 năm đã trở thành một chủng viện giáo phận. Cuối năm 1848, Đức Thánh Cha Pio thứ 9 phải lánh khỏi Roma và đến trú ẩn tại Gaeta. Vị giáo hoàng vĩ đại này nhiều lần đã thực hiện sự ưu ái đối với chúng tôi. Vì có tin loan truyền rằng Ngài gặp thiếu thốn về tiền nong, nên tại Roma có mở cuộc lạc quyên dưới danh nghĩa quà dân đồng bạc của Thánh Phêrô. Một ủy ban gồm kinh sĩ tiến sĩ thần học Francisco Valenotti và bá tước Gustavo Cavour đến nguyện xá. Cuộc lạc quyên của chúng tôi lên đến 35 franc. Nó là một món quà nhỏ, nhưng chúng tôi đã tìm cách biến nó thành dễ thương cho Đức Thánh Cha qua một lời dâng kính làm cho Ngài rất hài lòng. Ngài đã biểu lộ sự hài lòng của Ngài bằng lá thư gửi cho Đức Hồng Y Antonucci, khi đó là khâm sứ tòa thánh tại Torino, và bây giờ là Đức Tổng Giám Mục Ancona, trao cho Đức Hồng Y nhiệm vụ nói cho chúng tôi hay Đức Thánh Cha rất được yên ủi bằng quà dâng của chúng tôi, nhưng còn được an ủi gấp bội bởi các ý tưởng đi kèm theo với nó. Sau cùng với phép lành tông tòa, Ngài đã gửi cho chúng tôi một gói gồm 60 tá tràng hạt, được long trọng phân phát ngày 20 tháng 7 năm đó. Các con hãy đọc cuốn sách nhỏ được in vào dịp đó cùng các tờ nhật báo khác nhau. Cha ghi lại ở đây là thư Đức Hồng Y Antonucci, khi ấy là khâm sứ tòa thánh tại Torino, viết: Ngày 2 tháng 5 năm 1849, trong khi trình lên Đức Thánh Cha một đóng góp nữa cho quỹ dân đồng bạc của Thánh Phêrô được trao cho tôi, nhân danh ủy ban được thành lập cho mục đích này tại thành phố Torino, tôi đảm nhận trách nhiệm nêu rõ để Đức Thánh Cha chú ý tới món quà 33 lia của các trẻ của cha. Tôi cũng nhắc đến những tình cảm chúng diễn tả trong khi trao số tiền đó cho ủy ban. Trong thư phúc đáp ngày 18 tháng 4, Đức Hồng Y Antonelli cho tôi hay là một mối xúc cảm dịu dàng đã trào dâng trong tâm hồn Đức Thánh Cha trước món quà đáng yêu thương và chân thành của các trẻ em học nghề này, và trước những lời lẽ sùng kính con thảo của các em đi kèm theo đó. Vì thế, xin cha vui lòng cho chúng biết rằng Đức Thánh Cha rất hài lòng với quà dâng của chúng và coi đó là quý báu cách riêng vì nó đến từ những người nghèo. Ngài cảm thấy được an ủi cách sâu xa vì nhìn thấy các em đã thấm nhuần một sự kính trọng chân chính đối với vị đại diện của Chúa Giêsu Kitô, một điềm báo không thể nghi ngờ gì nữa của những nguyên tắc tôn giáo đã được ghi ấn trên các tâm trí non trẻ của chúng. Vì con số càng ngày càng gia tăng của các bạn trẻ ngoại trú tham dự vào nguyện xá, nên phải nghĩ đến một chỗ khác, và đó chính là nguyện xá Thánh Thiên Thần Bản Mệnh tại Vanciglia, không cách xa mấy nơi mà do công đặc biệt của nữ bá tước Barolo sau này sẽ trỗi lên nhà thờ Thánh Giulia. Cha Gioan Cocchi đã từ nhiều năm sáng lập nguyện xá này với một mục đích gần giống như của chúng ta. Nhưng được đốt nóng bởi tình yêu tổ quốc, Ngài xét thấy nên dạy các học trò của Ngài sử dụng súng và gươm để chính Ngài đứng đầu chúng và xung phong tấn công các người Áo, và thực tế Ngài đã làm. Thế là nguyện xá ấy bị đóng cửa trong một năm. Sau khi chúng tôi đã thuê lại và trao việc điều hành cho nhà thần học Joan Vola, con người đáng tưởng nhớ. Nguyện xá này được mở cho tới năm 1871, khi nó được di chuyển về gần nhà thờ giáo xứ. Nữ bá tước Barolo
đã để lại một món tiền di chúc cho công việc này, với điều kiện là nơi này và nhà thờ này được dành cho các thanh thiếu niên gắn kết với giáo xứ như vẫn được thực hiện cho tới nay. Một cuộc thăm viếng long trọng nguyện xá do một ủy ban các thượng nghị sĩ cùng với các chức sắc khác của Bộ Nội vụ được thực hiện vào thời đó. Các vị đến để tôn vinh chúng ta qua chính sự hiện diện của các vị. Các vị đã viếng thăm tất cả nơi chốn, nói chuyện với từng người một, với tình thân hữu, rồi làm một bản phúc trình dài về văn phòng nghị viện. Bản phúc trình đó đã tạo nên một cuộc thảo luận dài và sinh động mà chúng ta có thể đọc trong báo Piemonte ngày 29 tháng 3 năm 1849. Hạ nghị viện ban tặng cho các thanh thiếu niên chúng tôi 300 franc. Ngài Rattazi, khi đó là Bộ trưởng Nội vụ, quyết định ban tặng 2.000 franc. Các con hãy xem các tài liệu. Không làm chính trị. Các ngày lễ quốc khánh. Một sự kiện lạ thường xảy đến trong những ngày đó tạo nên không ít sự xáo trộn cho các cuộc tập họp của chúng tôi. Nhân danh các ngày lễ quốc khánh, người ta đã muốn nguyện xá khiêm cung của chúng tôi phải tham dự các cuộc biểu tình công cộng đang diễn ra nhiều lần trong thành phố và trong các làng quê. Ai tham gia các cuộc biểu tình này và muốn công khai tỏ mình là người yêu mến tổ quốc thì chải tóc gọn về phía trước và kết chúng lại thành từng lọn để rơi bồng bềnh xuống phía sau. Họ mặc những áo gilet bó gọn và nhiều màu sặc sỡ, mang quốc kỳ với phù hiệu đeo ở ngực. Họ mặc như thế để đi diễu hành, vừa đi vừa hát những bài ca. Bá tước Roberto de Agiglio, người cổ suý chính của các cuộc biểu tình này, đã chính thức mời chúng tôi tham gia và bất chấp lời từ chối của cha đã lo tất cả những gì chúng tôi cần để chúng tôi có thể cùng với những người khác xuất hiện một cách danh dự. Một khu đã được chuẩn bị cho chúng tôi tại quảng trường Vittorio, bên cạnh tất cả các viện thuộc bất cứ danh nghĩa, mục đích và hoàn cảnh nào. Biết làm sao bây giờ? Từ chối có nghĩa là cha tự tuyên bố mình là kẻ thù của nước Ý. Đồng ý theo có nghĩa là chấp nhận các nguyên tắc mà cha xét là mang lại những hậu quả tai hại. Cha liền trả lời cho ngài Azeglio đáng ca ngợi. Thưa ngài bá tước, cái gia đình này của tôi, các thanh thiếu niên của thành phố đang quy tụ tại đây không phải là một pháp nhân. Tôi sẽ là một trò cười ở đó. Nếu tôi dám tự nhận, đám trẻ của tôi là một viện huấn luyện, trong khi mình chỉ sống hoàn toàn nhờ lòng bác ái của dân chúng. Đúng như vậy, cha hãy để cho lòng bác ái của dân chúng biết cho rằng công cuộc mới phát sinh của cha không đi ngược lại các cơ chế hiện đại. Chuyện này làm lợi ích cho cha. Nó sẽ cung cấp các của dân cúng cho cha. Hội đồng thành phố và chính bản thân tôi sẽ rộng rãi ủng hộ cho cha. Thưa ngài bá tước, hệ thống kiên định của tôi duy trì bản thân tôi xa lạ với mọi chuyện có liên quan tới chính trị. Không bao giờ nói ủng hộ mà cũng không bao giờ nói chống. Vậy cha muốn gì? Làm một chút lợi ích mà tôi có thể cho các trẻ em bị bỏ rơi của tôi bằng cách dốc hết sức lực của tôi, làm cho các em trở nên các người Kitô hữu tốt đối với tôn giáo và các công dân lương thiện ở giữa xã hội dân chính. Tôi hiểu tất cả, nhưng cha lầm đấy. Và nếu cha tiếp tục kiên định trên nguyên tắc này, cha sẽ bị bỏ rơi bởi tất cả và công cuộc của cha trở thành không thể nào làm được. Cha phải biết học hỏi thế giới
biết thế giới và đưa các cơ chế cổ và hiện đại xứng tầm cao của các thời đại. Tôi xin cảm ơn ý muốn tốt và các lời khuyên mà Ngài đã ban cho tôi. Xin Ngài hãy đề nghị tôi vào bất cứ chuyện gì, trong đó người linh mục thực thi được đức bác ái, và Ngài sẽ thấy tôi mau mắn hy sinh mạng sống và các của cải. Nhưng tôi muốn giờ đây và mãi mãi đứng ở ngoài chính trị. Nhà ái quốc nổi tiếng này đã giả từ cha với sự thỏa mãn, và kể từ đó về sau, ông không có những liên hệ kiểu này với cha nữa. Hơn thế, cha ở lại hầu như một mình sau sự kiện mà cha vừa kể ra. Một đe dọa khác đến với các nguyện xá. Một sự kiện nữa. Chúa Nhật sau ngày lễ vừa mới được nhắc đến, vào lúc 2 giờ chiều, cha đang ở trong cuộc chơi với các thanh thiếu niên. Trong lúc một em nào đó đang đứng đọc tờ hòa hợp, thì các linh mục thường đến giúp cha trong nhiệm vụ thánh, xuất hiện với huy chương, phù hiệu ở mũ, cờ ba sắc màu, cộng với một tờ báo thật sự vô luân lý có tên là Quan Điểm. Một trong các vị đó, khá đáng kính vì lòng nhiệt thành và vì giáo thuyết sâu xa, đứng trước mặt cha, và khi nhìn thấy bên cạnh cha có em cầm trong tay tờ hòa hợp, ông bắt đầu lên tiếng. Đồ khốn kiếp, bây giờ là lúc thôi đi với những thứ người ướt áp, đẫm xương này. Nói xong, ông giằng lấy tờ báo từ tay cậu bé, xé ra thành cả ngàn mảnh, vứt xuống đất, nhổ nước bọt lên trên và giày đạp lên nó cả trăm lần. Sau khi đã tuôn ra đợt thứ nhất cái nhiệt tình chính trị của Ngài, Ngài liền đến trước mặt cha, đưa tờ Quan Điểm lên trước mắt cha và nói. Tờ này là một tờ báo tốt. Những người công dân lương thiện và chân thật phải đọc tờ này, chứ không phải tờ kia. Cha kinh ngạc vì lối nói và hành động kiểu đó, và vì không muốn làm tăng thêm các cú sốc gương mù tại nơi mà đáng lý ra mình phải nêu gương tốt. Cha chỉ vắn gọn xin Ngài và các đồng nghiệp của Ngài nói về các luận điểm đó trong chỗ riêng tư mà thôi, và chỉ giữa những người lớn chúng ta thôi. Không, thưa Ngài. Ông ta nhắc lại. Không được phép chỉ nói ở chỗ riêng tư hay trong nơi kín đáo nữa. Mọi sự phải được đặt dưới ánh sáng ban ngày. Vào lúc đó, tiếng chuông kêu gọi tất cả các học sinh vào nhà thờ, và cha gọi chính ngay một trong các vị giáo sĩ đó đã được giao trách nhiệm giảng một bài ngắn về luân lý cho các trẻ em nghèo khổ này. Nhưng lần này, bài giảng của ông không đề cập đến vấn đề đó. Cha thì ở trong phòng áo, nóng lòng lo sao mình có thể lên tiếng được và đạp phanh cho sự rối trật tự trên. Nhưng vị giảng thuyết lập tức bước ra khỏi nhà thờ, vừa khi mới ban phép lành mình thánh Chúa xong, đã mời các linh mục và các bạn trẻ liên kết cùng ông, và rồi ngoác miệng hát vang các bài quốc ca, vung cao ngọn cờ hết sức hăng hái, họ đi tới đồi các thầy dòng Capuchin. Tại đó, họ làm một lời hứa không tham dự vào nguyện xá nữa nếu họ không được mời và được tiếp nhận với tất cả các nghi thức quốc gia. Tất cả điều trên diễn tiến ra mà cha không có thể dưới bất cứ cách nào nói lên những lý lẽ và những ý nghĩ của mình. Nhưng cha không hãi sợ sự gì chống đối lại với các bổn phận của cha. Cha cho nói với các linh mục trên rằng họ bị nghiêm cấm không được trở lại với cha nữa. Còn các thanh thiếu niên thì các em phải từng người một trình diện với cha trước khi trở lại với nguyện xá. Công chuyện đó của cha đã thành công mỹ mãn. Không có một vị nào trong số các linh mục đó thử trở lại. Các thanh thiếu niên thì xin lỗi, quả quyết rằng chúng bị đánh lừa
và hứa sẽ vâng phục và giữ kỷ luật. Lại trở nên hầu như đơn độc. Những khó khăn mới. Một mối an ủi. Linh mục Rosmini và linh mục Ferro de Gaudenzi. Nhưng cha chỉ còn một mình. Trong các ngày lễ, cha phải giải tội từ sáng sớm, cử hành thánh lễ lúc 9 giờ sáng và giảng sau đó, rồi bắt đầu lớp dạy hát, dạy chữ nghĩa cho tới giữa trưa. Vào 1 giờ chiều, chơi, rồi giáo lý, kinh chiều, chầu phép lành, sau đó lại chơi, hát, các lớp cho tới tối. Trong các ngày trong tuần, suốt ngày cha phải làm việc cho các trẻ của cha, dạy học các lớp cấp 2 cho khoảng 12 em. Buổi chiều, cha phải lo dạy các lớp tiếng Pháp, số học, bình ca, thanh nhạc, đàn piano và dương cầm. Cha không biết làm sao cha có thể tiến hành tất cả những chuyện này. Thiên Chúa giúp cho cha một niềm an ủi lớn và một sự nâng đỡ lớn cho cha trong các thời điểm đó chính là cha giáo sư Borel. Vị linh mục kỳ diệu đó, dù cho có bị đè nặng bởi những công việc rất nặng nề của thừa tác vụ thánh, vẫn tận dụng từng tí thời giờ có được để chạy đến giúp cha. Không hiếm khi Ngài phải ăn cắp những giờ từ giấc ngủ để có thể đến giải tội cho các thanh thiếu niên Ngài. Ngài từ chối bồi dưỡng lại cho thân xác mệt nhọc để đến giảng cho các em. Hoàn cảnh gây cấn đó kéo dài rất lâu cho tới khi cha có thể được đôi phần nâng đỡ bởi thầy chủng sinh Savio, Belia, Vachetta. Nhưng rồi họ cũng sớm bỏ cha, bởi lẽ họ nghe theo các lời gợi ý của người khác mà vào dòng những người tận hiến của Đức Maria mà chẳng hề nói cùng cha một lời. Trong một trong những ngày lễ đó, cha được hai vị linh mục tới thăm. Cha thấy nên kể tên các vị ra. Vào lúc bắt đầu lớp giáo lý, cha hoàn toàn trong hoạt động để ổn định các lớp dạy học của cha, thì hai vị giáo sĩ xuất hiện. Các vị vẻ mặt khiêm nhường và kính trọng, đến khen ngợi cha và xin tìm hiểu về nguồn gốc và hệ thống của các tổ chức của cha. Câu trả lời duy nhất của cha là lên tiếng: "Xin hai cha thương giúp con." Cha thì xin tới chỗ dành cho ca đoàn, và cha sẽ có ở đấy các em lớn nhất. Rồi cha nói với vị có vóc dáng cao hơn: "Còn cha thì con xin trao phó cái lớp này là một lớp phá phách nhất." Nhận thấy các vị dạy giáo lý một cách tuyệt vời, cha xin một vị ban cho các thanh thiếu niên của cha một bài giảng nhỏ, còn vị khác tham gia làm chầu mình thánh Chúa. Cả hai vị nhận một cách thân ái. Và vị linh mục có vóc dáng bé nhỏ là cha Antonio Rosmini, người sáng lập tu hội Đức Ái. Vị kia là kinh sĩ De Gaudenzi, bây giờ là giám mục Vegevano. Các vị kể từ đó về sau, vị này cũng như vị kia đều luôn luôn tỏ ra yêu thương, tốt lành, thậm chí còn là ân nhân của nguyện xá. Đơn xin trợ cấp của các thầy tư giáo đầu tiên của nguyện xá. Kính thưa Đức Vua Tôn Kính, chúng con, các chủng sinh Savio Ascanio, Buschetti Giuse, Castino Carlo, Revilio Felice, được nâng đỡ bởi một số người có lòng bác ái, với phép của bề trên giáo quyền, sẽ được mặc áo giáo sĩ, mà trên thực tế thì thiếu của cải, nên gặp khó khăn to lớn để trả tiền nhà ở, lương thực và quần áo. Trong nỗi thiếu thốn lớn lao này,
chúng con không biết chạy đến với ai. Vậy chúng con thành kính cầu khẩn Đức Vua thương duyệt xét và ban trợ cấp chiếu theo lòng ưu ái đầy tình cha của Đức Vua, để chúng con có thể tiếp tục sự nghiệp giáo sĩ mà Thiên Chúa đã kêu gọi chúng con. Chúng con, những người đứng đơn, sẽ luôn luôn tri ân sự thương đoái của Đức Vua. Cầu nguyện mỗi ngày, xin Chúa ban cho Đức Vua được an thịnh và gìn giữ Đức Vua cùng Hoàng gia được sống lâu dài. Chúng con, những người làm đơn ký tên. Mua khu nhà Pinardi. Mua nhà Pinardi và nhà Belliza năm 1850. Năm 1849, rất gai góc, khô cằn, dù rằng nó đã đòi phải trả bằng biết bao mệt nhọc và những hy sinh kinh khủng, nhưng đó chính là sự chuẩn bị cho năm 1850 ít bão tố hơn và khá phong phú các kết quả. Chúng ta hãy bắt đầu từ căn nhà Pinardi. Những người đã được bứng đi khỏi căn nhà này đã không thể để mình ở yên. Họ tiếp tục nói, có đáng căm phẫn chăng việc một căn nhà của sự vui chơi và của sự thư giãn lại rơi vào đôi bàn tay của một ông linh mục cố chấp? Thế là ông Pinardi được đề nghị một giá thuê 2 lần cao hơn giá của chúng tôi. Nhưng ông ta cảm thấy không ít hối hận trong việc thu một món lợi lớn hơn đến từ các phương tiện xấu xa. Do vậy, ông ta đôi khi đã đề nghị bán cho cha, trong khi cha cũng có ý muốn mua lại căn nhà đó. Nhưng giá cả ông ta đưa ra cao quá đáng. Ông ta đòi đến 80.000 franc cho một ngôi nhà giá chỉ đáng 1/3 con số đó. Thiên Chúa muốn làm chủ các cõi lòng và điều đó xảy ra như sau. Một ngày lễ nọ, khi cha giáo sư Borel giảng, cha đứng ngoài cổng vào sân để ngăn ngừa các cuộc tụ tập hay những quấy rối, thì ông Pinardi xuất hiện. Ông ta gọi, anh ơi, Don Bosco, cần phải mua căn nhà của tôi. À này, ông Pinardi, cần phải cho tôi cái giá đúng của căn nhà và tôi mua ngay. Ừ, thì tôi cho cha cái giá đúng. Bao nhiêu? Như giá đã đưa ra đó. Tôi không có thể trả giá đó. Vậy cha cứ trả. Tôi không thể. Tại sao? Bởi vì giá đó quá đáng. Tôi không muốn xúc phạm đến người đã ra giá. Cha cứ trả như cha muốn. Ông cho tôi cái giá theo đúng giá trị của căn nhà nhé. Đây là lời nói danh dự. Tôi đồng ý cho theo đúng giá. Ông bắt tay tôi đi và tôi sẽ cho biết giá tôi xin trả. Bao nhiêu? Tôi đã cho một người bạn của tôi và của ông ước lượng giá trị căn nhà mà ông bạn đã bảo đảm với tôi rằng trong trạng thái hiện tại, căn nhà tương đương với 26 hoặc 28 ngàn franc. Nhưng tôi với giá chót, tôi xin trả 30.000 franc. Cha sẽ tặng thêm một ghim 500 franc cho vợ tôi chứ? Tôi sẽ tặng bà món quà này. Cha sẽ trả bằng tiền mặt. Tôi sẽ trả bằng tiền mặt. Khi nào chúng ta sẽ làm đắp giấy tờ? Khi nào ông muốn? 15 ngày kể từ ngày mai, nhưng với một lần trả thôi nhé. Hoàn toàn nhất trí như ý của ông muốn. 100.000 franc tiền phạt cho ai lui bước đấy nhé. Thì cứ như vậy. Công chuyện này được thương lượng trong 5 phút,
nhưng biết lấy tiền ở đâu trong một thời gian ngắn như thế. Ngay chiều hôm đó, cha Cafasso đã làm một chuyện hoàn toàn ngoại lệ trong các ngày lễ. Ngài tới thăm cha và nói cho cha rằng một bà đạo đức, nữ công tước Casaza Riccardi, đã giao cho ngài cái trách nhiệm đem cho cha 10.000 franc để tiêu cho bất cứ chuyện gì cha nghĩ là làm cho vinh danh lớn lao hơn của Thiên Chúa. Ngày hôm sau, một tu sĩ Rosminiano đến Torino để lo gửi 20.000 franc xin lời. Và ngài đã xin cha lời khuyên. Cha đề nghị đem tiền đó cho cha vay dài hạn để cha hợp đồng mua căn nhà Pinardi. Và thế là tập trung được đúng món tiền cha đang cần tìm. 3.000 franc chi phí phụ được bổ sung bởi kỵ sĩ Cotta và tại ngân hàng của ông, tờ khế ước hằng mong đợi được ký. Việc mua căn nhà này đã được đảm bảo như thế rồi, cha liền quay sang nghĩ đến căn nhà của khu Giardiniera, nhà hàng vườn. Nó là một nhà hàng ăn uống, nơi vào các ngày lễ thường tụ tập các người ăn chơi. Các loại đàn accordion, sáo, clarinet, violon, bạc, contrabass và các bài hát đủ loại liên tục sướng họa lên suốt ngày. Thậm chí, chẳng ít khi tất cả đều đồng một lúc phụ họa cùng nhau thành dàn hòa tấu. Bởi tòa nhà này, nhà của bà Bellaza chỉ cách biệt với sân của chúng tôi bằng một cái tường nhỏ, cho nên thường xảy ra là các bài hát của nhà nguyện chúng tôi bị lẫn vào và bị bóp nghẹt bởi những tiếng inh ỏi của âm thanh của chai và ly đụng nhau tại căn nhà Giardiniera của bà làm vườn. Hơn nữa, còn có một sự đi đi lại lại liên tục từ nhà Pinardi tới khu Giardiniera. Mỗi người đều có thể dễ dàng hình dung ra chúng tôi bị khuấy động đến mức nào và nỗi nguy hiểm lớn lao biết mấy cho các thanh thiếu niên của chúng tôi. Để giải thoát cho chúng tôi khỏi sự khuấy động này, cha đã cố gắng mua lại ngôi nhà, nhưng cha đã không thành công. Cha đã tìm cách để thuê lại và bà chủ đã bằng lòng, nhưng người chủ nhà hàng đòi hỏi một giá đền bù kinh khủng. Thế là cha quyết định cất bỏ tất cả các nhà hàng này, chấp nhận thuê lại và đền bù tất cả các đồ đạc của phòng ngủ, bàn ăn, hầm rượu, nhà bếp, v.v. Và sau khi đã trả mọi chuyện bằng một giá rất cao, cha có thể trở thành người chủ trì nơi đó và lập tức chuyển đổi mục đích cho nó. Thế là phá tan được một ổ gieo vải sự dữ. Cho đến lúc này, vẫn còn tồn tại bên cạnh nhà Pinardi tại khu Valdocco. Lời nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã cho hội thánh một người cha và một bậc thầy của giới thanh thiếu niên là Thánh Linh Mục Gioan Bosco. Xin Chúa cũng đốt lửa yêu mến trong lòng chúng con, để chúng con biết phụng sự một mình Chúa và lo cho anh em được cứu độ. Chúng con cầu xin Chúa là đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Kính thưa quý thính giả, chương trình đọc truyện với tác phẩm Thánh Don Bosco, hồi ký nguyện xá Thánh Francisco Sales xin tạm dừng nơi đây. Xin mời quý vị nghe tiếp vào chương trình phát thanh ngày mai. Chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và xin Chúa chúc lành cho quý vị. Về muôn nơi từ muôn chim thú mây trời, ngày đêm năm tháng trong đời không ngoài bàn tay nhân ái,
yêu thương Ngài gọi tên con, mời con nhanh bước lên đường, dìu con qua những đêm trường, bước cùng Ngài đến muôn phương. Chúa hiểu lòng con, Chúa ơi, mà sao Chúa vẫn gọi mời bước vào cuộc đời nhân chứng cho tình yêu Chúa muôn nơi. Dẫu rằng đời con bất công, còn mang lầm lỗi muôn phần, nhưng tình Ngài luôn chan chứa dìu đưa con bước. Đã đoan còn mang kiếp sống cơ hàn, khổ đau muôn kiếp lan tràn, lạc loài bàn chân đơn bước lang thang. Con đâu nào hiểu một mai, gọi con đi giữa muôn loài, sẽ chia ân thánh của Ngài, đồng cùng Ngài đến tương lai. Kính thưa quý thánh giả, chương trình phát thanh Lòng Chúa Thương Xót hôm nay đến đây đã kết thúc. Tạ ơn Chúa và xin Chúa chúc lành cho quý thánh giả. Xin Thánh Thần Chúa tác động để lời Chúa thấm nhập và đi vào hành động của mỗi người chúng ta, để mỗi ngày chúng ta đạt được hạnh phúc đời này và đời sau nhờ lời của Chúa thánh hóa chúng ta. Cho con tình Ngài bao la, nhận muôn ân phúc chan hòa, dù con đôi lúc bất hòa, thân phận mong manh yêu đuối ngã xa. Cho ban một đời thiêng liêng, ủi an con lúc ưu phiền, tình thương Thiên Chúa nhân hiền, với Ngài lòng mến vô biên. Chúa hiểu lòng con, Chúa ơi, mà sao Chúa vẫn gọi mời bước vào cuộc đời nhân chứng cho tình yêu Chúa muôn nơi. Dẫu rằng đời con bất tôn, còn mang lầm lỗi muôn phần, nhưng tình Ngài luôn chan chứa dìu đưa con bước theo Ngài. Chúa hiểu lòng con, Chúa ơi, mà sao Chúa vẫn gọi mời bước vào cuộc đời nhân chứng cho tình yêu Chúa muôn nơi. Dẫu rằng đời con bất tuân, còn mang lầm lỗi muôn phần, nhưng tình Ngài luôn chan chứa dìu đưa con bước theo Ngài. Nhưng tình Ngài luôn chan chứa